Top 3 chiếc điện thoại có mức giá rẻ nhất trên marketing game PUBG. Còn máy đầu tiên trong danh sách hôm nay của chúng ta đó chính là con Realme Q5 Pro. Em này sẽ có con chip Snapdragon 870, kèm theo đó chúng ta có bộ nhớ RAM là 8GB và bộ nhớ trong là 256GB, thoải mái cho anh em lưu trữ. Tiếp tục tới với cái màn hình 6.62 inch tấm nền AMOLED tần số quét lên tới 120Hz và sẽ có hỗ trợ công nghệ HDR10 Plus. Ngoài ra em này là một con máy cực kỳ trâu, có pin 5000mAh và công suất sạc lên tới 80W cùng với công nghệ bảo mật vân tay trong màn hình. Sự lựa chọn tiếp theo để anh em có thể chiến marketing game PUBG đó chính là con K50 Pro. Đầu tiên thì cấu hình của em này sẽ có con chip Dimensity 9000, 4nm và bộ nhớ RAM là 8GB, bộ nhớ trong sẽ là 128GB. Ngoài ra con này còn có một cái tấm nền màn hình OLED tần số quét là 120Hz. Sẽ có độ phân giải là 1080x2400px và kích thước của nó sẽ là 6.67 inch cùng với tấm kính cường lực Gorilla Glass Victus. Pin của em này cũng sẽ là 5000mAh và sạc nhanh là 120W, cực kỳ khủng khiếp. Và con máy cuối cùng trong danh sách của chúng ta đó chính là con Xiaomi Mi AX. Con máy này từng là một con máy dòng cao cấp của Xiaomi, thế nên nó có rất nhiều thứ hoàn hảo. Đầu tiên chúng ta sẽ có một cái màn hình 6.28 inch, khá là vừa vặn cho anh em là tay nhỏ. Tấm nền của em nó sẽ là tấm nền AMOLED và tần số quét là 120Hz. Con này sẽ có công nghệ hỗ trợ là Dolby Vision HDR10 Plus và con chip của em nó được trang bị là con chip Snapdragon 870. Ngoài ra em này còn có khá nhiều công nghệ hay ho. Đầu tiên chúng ta sẽ nhắc tới công nghệ bảo mật vân tay trong màn hình và củ sạc 6.7W, pin 4500mAh, tấm kính cường lực Gorilla Glass Victus khá là bền cho anh em sử dụng. Mình đánh giá thì con máy này khá là toàn diện. Ngoài màn hình đẹp, cấu hình ngon, sạc nhanh thì con này còn có một cái ngoại hình cực kỳ là sang trọng. Vậy anh em nghĩ sao về ba con máy mình vừa kể trên? Nếu là anh em sẽ chọn con nào để chiến marketing game? Hãy để lại ý kiến của mình ở dưới phần bình luận nhé. Top 3 chiếc máy giá học sinh sinh viên chiến marketing game liên quân mobile. Con máy đầu tiên trong danh sách của mình đó chính là con Realme GT Neo 2. Con này sẽ sở hữu con chip Snapdragon 870. Sức mạnh con này thì không chỉ game liên quân nó có thể marketing mà có thể chơi được PUBG với một mức setting khá là ok. Ngoài cái cấu hình ngon trong tầm giá thì con này còn có rất nhiều thứ khiến cho anh em có một trải nghiệm tốt hơn. Đầu tiên chúng ta sẽ có một cái tấm nền AMOLED tần số quét là 120Hz và sẽ có công nghệ hỗ trợ là HDR10 Plus. Độ sáng của em này khá là tốt là 1300 nits và kích thước màn hình là 6.62 inch Full HD Plus. Và pin của em nó sẽ là 5000mAh, hỗ trợ công suất sạc lên tới 65W, giúp cho anh em chơi game thoải mái 4-5 tiếng mà không lo hết pin. Ngoài ra, em này còn có cụm loa kép cực kỳ là chất lượng, giúp cho trải nghiệm chơi game của anh em trở nên sống động hơn. Con máy tiếp theo trong danh sách đó chính là con Redmi K40S. Con này thì cực kỳ ngon trong tầm giá, chúng ta sẽ có con chip Snapdragon 870. Kèm theo đó chúng ta sẽ có một cái tấm nền màn hình là 6.67 inch, Super AMOLED 120Hz. Và pin của nó sẽ là 4500mAh, hỗ trợ công suất sạc lên tới 67W. Con này thì được rất nhiều anh em đánh giá, nó là một con máy chơi game cực kỳ ngon, giá thì lại khá là học sinh sinh viên. Âm thanh của con này cũng cực kỳ ngon khi chúng ta sẽ có loa kép, giúp cho anh em trải nghiệm chơi game sống động hơn. Và ngoài ra con này còn có khả năng chống nước IP53 nữa. Và con máy cuối cùng trong danh sách hôm nay của mình đó chính là con Redmi K60E. Con này sẽ xịn hơn hẳn hai con vừa rồi. Chúng ta sẽ được trang bị con chip Dimensity 8200, kèm theo đó chúng ta sẽ có một cái tấm nền màn hình OLED, kích thước màn hình sẽ là 6.67 inch và tần số quét sẽ là 120Hz. Ngoài ra chúng ta sẽ có công nghệ hỗ trợ là Dolby Vision HDR10 Plus, độ sáng sẽ là 1200 nits và viên pin của em nó sẽ là 5500mAh, cực kỳ trâu và hỗ trợ công suất sạc lên tới 67W. Con này thì mình đánh giá nó là con máy toàn diện nhất trong ba con vừa rồi. Vậy anh em nghĩ sao về ba con máy này? Anh em sẽ chọn con nào để chiến marketing game liên quân mobile hoặc là một số game khác giống như PUBG? Hãy lại ý kiến của mình ở dưới phần bình luận nhé.